Cháu ôn em ôn chi trong công đồng dân tộc Thổ Miến. Bữa ní là tuần vi thập xếp thời gian tờ tiền xa nghe được. Thì tiền ní hi ăn bạc tướng là dòm thì bạc cả. Tờ trưa ní là ôn em ôn chi ở xa nghe được với một thổ can bộ địa phương là mẫn bữa cơm thân mất. Tờ bán một thổ công việc. Đến là chứ ní là mới ôn em ôn chi cũng tì heo chân của tôn vi với như bạc tướng về hàn un thì hạ khơi tờ bật cả cho vui mới un nhang un chi coi nè cả bạc tướng đuôi có ăn nhiều chẳng nè lên lên tướng un có khả năng là un có khả năng là un 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 cởi đi hay cởi giấy hay un báo tròn đi cởi giấy báo tròn thì em ngồi ở ngoài đi cho nó thoáng thì em quay cho nó vui. Cái chuyến đi ngồi bồn ngái ăn chả bạc giá muốn bay cũng ăn áo có đuổi nè mẫn nó mẫn bạc mặn có cho xôn là ngập ngập cả xôn là xôn là o biệt bơi cô chúng là o biệt bơi nhưng mà cũng thịt hà khơi nên là o biệt bơi ngập ngập chăng đó cứ phải đầy chứ giá phải đầy ăn nhiều rồi hàng hàng quý ngồi lên năm thầy ăn rồi thì đây rồi rồi mở con quý thì hạ tầng không này các ông gái mà ấy cho nó cần bộ mở con được thì hạ tầng này đấy ơi thằng được thì hạ tầng thao thì ngồi tầng thao này ơi cho nó nắng cho nó còn tầng trước à hiếm ngồi tôi cứ đi từng nữa đủ đi bạc hay là ao miếng rung bao nhiêu hecta bạc à là tỉnh nhà là trong vùng viện là khâu hecta khâu hecta à 12 mẫu dạ không sao có lùi nó thì ngồi thì đi thì thừa bạc là ân ní là cái ao ní hi là bạc thấu lai dạ thấu lai của xa à thấu lai của xa rồi đâm năm tới 10 năm à thì một năm hay đi là bạc phải trả cho xa bao nhiêu xiến à 15 triệu một năm 15 triệu à một năm 15 triệu còn cà chồm hay một năm hay đi lấy bạc trời xuống thì khoảng bao nhiêu chiến cà chồm à cà chồm này lên nó thủy rồi là có cái giá 13 phải có giá thì 10 phải có giá thì là hợp với chung là 24 lớp trời đa hai là niềm nó trê là cá trê đi cái một con phẳng ngon chai này hay hai là một con 10.000 à là cá leo cá hai thì cũng cô chung nó cũng có lợi cho bạc giá à thì cô tầm tạt lên nó còn hơn mấy miệng mẹ ắt à mấy miệng cô chung nó đuôi cá nó đùng bái rồi à. Bởi vì là sồn măng chung pô ní bạc á chung pô mòn cháu hay đuôi cá mòn khả hay đuôi heo mòn nghéo hay đuôi cải đuôi mải ra thế là phô chúng là đuôi cả là đúng bài đấy cả là cháu là đúng rồi nhưng mà mặn có đuôi cải là ăn rồi nhá un nhá un quỷ nhá un tên gì nhá tên quỷ à đúng rồi thế này anh nhớ cũng OT nhá quỷ có đuôi cải chăng một đuôi cải nhá đuôi cải nhá cải ngoài họ đuôi nó đuôi cải nhá quỷ thì nằm mấy un ơn năm 90 à un năm 90 un có thể ngồi sần bao nghe cho nó thoải mái ô dạ bạc hút vài lần nữa ở tăng là tăng này là con vô ngồi sợ là tăng này mẹ rồi là nó cần đục được nó tì thoải mái thế là cái nhà này là bạc tướng hay nắm đi từ canh cả nhá ấy là chéo đục thế này là chưa là mỗi ngày mỗi gạt thôi là từ từ canh cả à nắm mà đi luôn nắm lang hôm luôn rồi thế chôn thay mà cái đục này mà hen hó cũng lý tưởng nhá chà có khi nó bạc tướng hen hó này chưa đụng đến mấy hẹn họ mà thì đụng đến mấy nắm vô một chí nữa khập hết thì là ấm có kể à đợi, bữa nó phải man đục của bạc tướng bữa chất à. Thì bà có hai kèn chẳng có hay à, hạt ồ, mua khá là vô tư à, có hai hạt đục kiểm tra chẳng bạc ồ, ồ thì luôn cũng có bẩn tinh luôn nên cả lên bữa à.
thế qua như là chạy đến là thì xem cả lên bối chúng khảo thì phải nhớ là ăn này. Này, tôi chúng nó có cả cho ba bàn ăn hay chả? Này, ở phần chiến tranh luôn. À, vui cả. Bữa nay thật sự là rất là vui cả. Ăn thì dù ngon, mà mình nó mẫn mặn có ngập ngập là này. Mình nó bạc tướng mặn cho ngập ngập á. Yên tâm. Bạc ơi, chệt xôn, chệt xôn. Bạc phải bơi chứ dạ? À, biết. À. Cái quỷ hay nó, ôn phải bơi chứ ôn. Ôn phải bơi. Có chung là hầu hết nó ở mềm là ai phải bơi. Có tóc thì phải bơi chứ. Dạ. Hồi đẹp là ó phải bơi là cứ luyên bơi theo dòng đạc mà bố ó thì phải bơi bật trường chuồn cho nó canh chuồn. Mưa chéo thuyền là chéo bằng chân hay đi bạc dạ? Ờ, chéo chân hay ó phải chéo xanh. Chéo chân nó khỏe hơn. Chéo chân nó khỏe hơn. Chéo xanh nó mòi mòi. Mà cái điểm là phải hân luyên tôn như này. Có vẻ là phải 15 bữa là lành. Phải. Đúng rồi, cái chiến phải quen, nhớ quen ông mấn ăn. Chéo chân nữa là thì hàng là ăn hàng cân chu. Này, mới xay cho nó thể dục luôn vậy bạc giá. Ấy, cái chữ tì pơ lai ăn chưa bạc? Ấy, nó pơ đi thì chè, chỉ đi tì lai nó là tì quay, chè xéo nó. Này, tì có nghĩa là tì thăm lại, phải là tì thú lại bến hay trung hộ bằng tì pơ bạc giá? Ấy. Ở miếng đi cũng hộ bằng pơ chè bạc. Ừ, thăm lại. Ừ. Pơ ngó, pơ đành. Pơ ngó, pơ đành, pơ cặp. Đây. Chữ miếng tí pơ dạ. Wow. Ổn dạ. Cả bằng dây ok đấy kìa. Thì là một lấn thả thì cũng ăn vái yên cho các bạn dạ. Ăn mấy con luôn? Ba con à? Cá chí đi. À cá trôi. Cá trôi là cá trăm bạc giá? Ờ cá trôi là cá trôi. Cá trăm là nó trăm. À. Nó giống chặt bạc giá? Ờ cá trăm nó khác. Ừ à. Thì cá trôi với cá trăm cá nó ngon hơn bạc. À, là cô chung ấy, nó to ấy, nó ngon hơi. Ừ. Ồ, nhiều quá chứ. Cái bạch là tớ nó bàn luôn nhá. Ai tên thì, ai tên mua nó bàn chả. Ăn cá nó lén hơn ăn xít các bạn ạ. Ăn cá nó đơ, cá sạch hơn. Ngon. Cá nữa là áo đuôi cam tỏ. Cá thiên nhiên, cá sạch. Con đi cá gì? Mẹ. Đừng cá. Con đi nó chệt tới đi chơi vậy? Ồ, thân nó con dày. Đâm cá, con đi đâm cá. Cá trăm vậy? Cá trăm bạc giá? À. Mấy cá trăm chăng? Ở trôi. Trôi à? Trôi với trăm nó khạc chặt hay nó bạc? Ờ, nó khạc chặt chè. Nó dài, mới nó tròn mỉnh. Trôi nó phát, mới nó to. À. Trôi, cái miếng chứ không phải trôi to. À, trôi to. Ừ. Còn trôi trăm nó nhoanh trục, chứ mới nó tròn. Ừ. Cái đi là rô phi chứ, con đấy là con rô phi thôi. Tí khân vào bà bạc. Chán khân vào. Cái là cũng ăn mây yên rồi các. Ăn hán yên chăng em? Ôn. Ăn hán yên chăng ôn. Khân hả? Ồ, con đi chất rồi các. Chà. Nó mới thấy nó... đi ơ mà nó trót rồi. Xong.
Ok, rồi, liền năm chà. Rồi, xong chà, chứ bạch lên hay chà. Có bỉ à, có bỉ hay cái chi bạch? Từ bảo bỉ vậy? Chào pa, chào chi, chào em. Vừa ní để có thời gian từ bến xa bến vô. Ủn thế mày ngay trước cái ủn ở trên Quý Hợp. Ủn ở trên Quý Hợp vừa đi. Comment chẳng. Đi comment chẳng. Cái phiền lắm món miếng bà. Hả? Chúc sức khỏe chứ. Khỏe lắm. Con này không cay chứ nói nó. Có dòng ở trong hình chẳng? Ở dòng. Ở dòng à? Ở dòng ăn ít nó. Rong đi nhiều cây khác quá không? Thế tròn hình khác với ở ngoài khác chặt thế nó? Giống thấy khá tròn đi khá mới giống nhiều khi to khá quá. Giống tròn hình khá quá. Mà nó gặp quầm quay cái, nó còn nay còn rùi nào có bức. Nó phải lấy một quay thì ông tiếp đi về đi rồi quá hả? Giống có lửa năng, nó đi xuống tướng, ta cho chăn là ngọ ngọ cái. Đối chăn đây thì ngọ ngọ chỉ có men nắng. Tướng lửa à? Được ơi! Hàn gia có tí bánh. Rồi, cháu chị. Ai, ai vừa mới một chỗ rồi. Thực tế cái gì cả? Ấy vừa niệm ăn thay ăn. Công chuyện là trong này cả. Thì chưa có ăn đồ ăn thay. Nó thay gì thay? Họ ăn thực tế. Ủn con ép chuối hơn chi như ủn nằm đi với bồn pa. Ủn bồn pa. Bồn pa còn nhiều. Hôm kia nào nữa ta đâm hai đấy. Có sồn hả đấy già? Thì giống mà ở bọc trộn thế đi, giống mà ông khá còn hứa với ông Đạc là ngồi chẳng với còn hứa lớp phải cho một tiểu nữa là cái này là mẹ ông tên nó giống bọc Đạc trẻ cho mình đó. Ủn ủn là cái bùi cái bùi không món miệng cũng khai nhà do ủn ủn cái bùi ở cái bùi món miệng rò hay xăm mấy phần trăm món miệng chiếc vừa thì giao lưu trên đi mà vẫn phải tên đi cũng ô biển mà đăng ký em tí đuôi hay là giá cho bài nhôn tớ ăn xuống quay nhé. Quay cả. Đấy hạt con mẹ to đi thì học thôi. Đấy hạt mẹ học à? Đấy ăn hết hạt con chứ mất gì ăn hết ăn nhiều. Sạt con thì chứ không mấy. Bật cái quyền con cái tôi là tôi đấy. Ăn ó hết bạn giá bạc giá. Bắt đưa. Cắn cháu. Cái tôi trang cái tỏ này. Cô đi là miếng hộp bắn láng chi vậy ba? Cô đi đi. Đi chi? Hả? Các bạn bạt à? Ở chứ không có ăn nó bạt. Đi đi các bạn đi nữa. Rồi. 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 Cô chi mặn có hộp un bằng em un rẫy. Bằng hộp cho.